Hello mọi người, Thái lại xuất hiện nữa rồi. Chúc cho anh em ngày mới năng lượng, bình an và lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống. Tiếp tục cuộc hành trình qua Malaysia thăm những trại cá rồng, những kho phơm cá rồng này, rồi dòng sông Bukit Merah cũng như là thưởng thức những món ăn và phong tục tập quán của người Malaysia. Thì Thái cùng với lại nghệ nhân cá rồng anh Hoàng Mạnh Long, chị Phương Nguyễn sẽ tiếp tục cuộc hành trình vào thăm những trại cá rồng rất là lâu đời của người Malaysia bên cạnh những con kênh của dòng sông Bukit Merah. Thái sẽ quay cho tất cả các bạn xem coi người Malaysia nuôi cá rồng sinh sản tại trang trại của họ như thế nào, mô hình của trang trại ra làm sao và có những dòng cá rồng gì đẹp tại trang trại của họ để cho tất cả các bạn có thể chiêm ngưỡng ha. Còn bây giờ thì theo dõi cuộc hành trình của Thái Salem Vlog. Rồi, ok, tới rồi nha mọi người ha. Một cái trại ha. Cái trại này thì lúc xưa anh Long cũng hay lấy cá bên này. Trại Binh Tông Arowana nha mọi người. Rồi, mình sẽ đi tham quan sơ sơ một xíu. Ồ, chủ trại đang đi ăn rồi anh em. Chủ trại đi ăn rồi, để anh Long là sẽ dẫn tự dẫn mọi người đi tham quan luôn. Ồ, đây có mấy cái tan cũng phơm nè anh. Mình coi sơ được không anh? Coi có gì trong này không? Không có cá anh em ơi. À có, một số à. Nha. Nè. Có bài có à, cũng có một bài nè anh em thấy không? Nha. Ao thì em thấy là hình như là nó cũng giống như bên kia anh nhỉ? Dạ. Yeah. Ủa, trà nước bên đây có phèn giống như bên mình nè anh. Bên Việt Nam mình nè, phèn. Lắng phèn ha. Cái lưới đó là em biết là cái lưới đó là để dành kéo cá thu hoạch trứng cá rồng luôn anh Long ha. À, mới kéo xong phơi ha. Ở đây người ta chạy xe vào trong ở đây cái là trên cái đường đi ấy, người ta không có tráng bê tông giống như trải bên Việt Nam của anh của mình. Không, làm vậy thôi chứ tráng bê tông chỉ cho tốn tiền. À. Tại anh làm như vậy xong rồi anh làm cái mái thêm để cho đỡ nắng thôi. Ồ, tại mình chạy nhà nữa mà ha. Ừ, với lại mình làm điện mặt trời đó. Dạ. Thì mình làm cái điện ở trên mái. Chứ mà cái trại anh mà giống như vậy nè anh em xem là chưa về trời còn nắng lắm, mới ra chút xíu chịu không nổi luôn anh em nhỉ. Nắng lắm. Mà thấy thấy là khu vực này hình như là không che cái gì luôn anh Long. Không, thật ra cả các trại cá rồng á không có ai mà làm mái che trên đường đi giống như mình như này. Ồ, oh, dạ. Trên thế giới luôn á, tất cả các trại chỉ có mình thôi. Tại mình sợ nắng mình. Ừ. Tại vì anh Long sợ đen. anh Long đen quá rồi anh không sợ, anh sợ khách tới xem bị đen thôi. À, sợ khách bị đen. Dạ. Ở dưới kia thì em thấy có che lưới này. Còn đây như trồng mấy cây xoài hay sao? Nắng như vậy không làm được cái gì buổi trưa đó. Ồ, dạ. Cá nó cũng không lên luôn. Nhưng mà ở trại mình á, buổi trưa đó trên cái đường đi á, mình răng võng mà mình nằm ngủ mát. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Với lại cũng được mát. Tại vì ở đây họ không nhậu. Nếu mà họ nhậu thì trên một cái vị trí như thế này ngon này. Trong nhà cũng nhậu. Trời ơi, nhà to không mà đâu như anh mà che cái chòi lá hoặc là cái chòi gỗ thì nhậu đúng không? Mà có lòng cu nhậu ở đây người ta. Giống như họ nuôi cá là họ chỉ nuôi cá thôi. Dạ. Nuôi tiền thôi. Dạ. Chứ họ không có nghĩ là họ làm cái đó chơi sở thích chơi. Hay là họ làm dạ. À, họ chỉ kiếm tiền làm hả? Cái chỗ mà đẹp 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 để anh em tới chơi. Ồ, còn mình Thái nha, suy nghĩ của mình khác. Mình muốn anh em tới chơi phải thoải mái, phải như thế này như thế kia đó anh ha. Lớn ông mua cho bên kia à, có đập cái cửa bên kia là cũng là trại bên đó luôn ha. Mình đi lại chỗ mát mát này, mình đứng ngay chỗ đó mình xem thử anh. Chỗ đây có chỗ mát. À vậy hả? Ồ. Trại đi với nhau rồi có. Dạ. Nhìn tất cả ao đều đi nhau. Ồ. Đó, anh em xem nè ha. Chỉ là ao. Nhưng mà cái đây nó sâu không anh nhỉ? Cái ao này nó xuống. 1m2 đến 1m5. Ồ. Chỉ có ao bùng và nước của nó như thế này ở đây thì mà nó mới cá nó mới đỉnh lên lòng nhỉ ha. Cá nó sinh sản được. Chứ còn nước mà nước trong quá thì người ta nước trong không có cá. Nhưng mà cái này không phải nước trong không có cá mà nước trong nó đánh nhau nó ngập con nó thấy nhau ờ nó thấy ngậm trứng nó thấy mặt nhau nhiều quá nó cũng nhả ra nhá. Nó đánh nhau á. Dạ, nó đánh con nhau. Đánh con kia là nó nhả ra. Ồ. Oh. Vẫn giống như cái hệ thống của anh Linh nha, anh em có cái đầu khót tràn bên kia ha, để tránh ao tràn kìa. Đó. Rồi đây thì có đầu vô luôn nè, nó vô rất là nhỏ giọt từ từ ha anh ha.
đây nè, dạ y chang nhau á. Khi nào người ta bắt thì người ta mới xả. Dạ. Và bây giờ mùa này nó đang là mùa nắng, nước nó không có cao á, em nhìn dạ. Nước nó bị thụt xuống. Bình thường là nước nó phải bằng mặt cái ống kia. Dạ. Ồ. Ờ, ao này đang đầy nè, cái này bị hụt nước, ao nó đầy nha anh em ha. Nắng lắm anh em. Khu vực đất nước Malaysia là nó nóng mà. Những chú mạnh hổ. Bây giờ mình đi xem cá cá sơ sơ nha. Ồ, những con cá trên hồ, những con cá to kìa anh Long. Huyết nè. À, trời. Nuôi chơi ha. Tụi đây bé yếu là đây là nuôi bối anh nhỉ. Đây, một bé bối tím nha. Bối tím. Này giống lên ngọc bích của anh. Ừ. Dạ. Đây là xanh ngọc. Màu tím ở đây. Tuyệt vời anh em nha. Bối Amino thôi. Wow. Và hai con bối Amino. Ừ, còn body lực lưỡng này. Đùi với body ngon ạ. Càng. Thì chắc mới lên thì sao còn hơi nhát anh ha. Còn đậy lại ha. Dạ. Đây những con bối Amino nữa anh. Ồ, đây con bói, hai con bói Amino nữa. Dạ. Đẹp anh em ha. Viền mỏng màu đẹp. Đây mấy con bói tím mà. Nè, dưới đây cũng có nè. Đây nè, tàu bói tím nhiều lắm. Con này cái mình nó sao nó bị u cong cong rồi anh em. Ồ trời. Đây có một bé huyết nè. Cá quá trời cá luôn anh em. Anh Long nó mấy bé huyết này anh nuôi chơi á mọi người. Ồ đây có hai con khủng nè. Bối Amino nữa nè nè. Anh Long. Bên này có con bối Amino càng ngon lành quá anh Long. Nhưng mà cái bẫy trên nó chưa lên còn ha. Cặp càng đá không anh em. Ồ. Mê anh em nhỉ. Cặp càng con này đá không anh. Cặp càng hạ công công càng đau. Ồ. Đấy. Môi hơi dư rồi. Môi hơi dư. Đây con huyết bự chà bá luôn. Chị huyết. Để thấy xem có cái gì đậy đậy lại không. Thấy dở để thấy quay cho mọi người xem cho nó hay hay ha. Đây. Đây có Amino nữa nè. Con này càng dài nhưng mà chưa hạ nè. Đây. Đó. Tuyệt vời. Con này cái càng dài nha. Con này mà hạ càng xuống nữa nó mà chịu kè càng kẹo kè nữa ngon lắm. Đây có hai con bói Amino nè. Tím. Bói tím. Tím liệm luôn. Trời ơi. Tím ngọc luôn anh em. Đây nè. Để thấy lấy nét cho anh em xem. Wow. Trời ơi con này tím đẹp ghê trời. Tím. dạ. Ôi ôi tím kìa. Đây nè anh em. Đây. Ôi ôi anh Long. Đã chưa mọi người. Tím này thì thôi luôn đừng nói.
Đó. Để thấy qua con bên này, thấy quay cho anh em xem. Để anh Long quay con bên đó ha, cho mọi người xem nhé. Đây nè. Để nó quay qua thấy ha. Ồ, anh em xem này, đã chưa? Ui da trời. Đây. Đấy. Trời ơi, nhìn như 3D anh nhỉ. Ờ, đẹp nha. À, nó lỗi nhẹ, lỗi nhẹ anh hả? Dạ. Rất là nhiều cá luôn đó anh em. Bên đây thêm một vảy dãy cá nữa nè. Ồ, albino bói à. Con này được rồi, hai con này hoàn chỉnh rồi. À. Albino này hoàn chỉnh rồi nha. Mắt môi ok này, đầu muỗng. Đầu muỗng muỗng ngon ha. Còn những cái đầu cá huyết nè. To cỡ đầu dài. Còn này như đầu huyết, mặt đẹp, mặt đẹp. Hai con hai em này ok này. Wow, cá to đầu dài, mắt đỏ. Quá tuyệt vời không? Hai em này ok nha, hoàn hảo không đuổi. Đùi điếc, đào ngon lành. Dạ. Này che lại là gì để thấy xem. Wow, đây vẫn có hai con nè anh. Albino nhiều quá. Đây nữa ha. Đầu dài. Wow, trời. Sọt có đi gì? Sọt luôn anh. Hơi sọt, hơi sọt nhẹ. Cũng không biết được, này mà nuôi cho ăn mà mập sọt luôn à. Bên ta, thấy con này con gì vậy? Nó mùa vàng. Ê, sao? Banana gì đó. Banana hả? Ừ. Là rượu chuối á hả? Giống như kiểu trái chuối, cái màu của nó không có đỏ, nó vàng, nó bị đột biến. Nó đột biến mà em thấy nó... Nhưng mà cái con này Việt Nam thấy đâu có ai chơi đâu ta? Có, bữa trước ở dưới Cần Thơ có một người anh mang về cho. Ồ, cái con này hàng hiếm nha mọi người. Cái màu của nó, để thấy phóng ra cho anh em xem cái màu này. Nó không có lên đỏ mà cũng không lên vàng, nó kiểu như nó kiểu gì. Nó kiểu một cái củ nghệ á anh em. Một củ nghệ mà nó, củ nghệ không vàng lắm nha. Củ nghệ mà kiểu củ nghệ mà hơi già mà nó hơi đỏ tái vàng. Còn vàng đất đó mọi người. Nó giống như vậy nha. Anh Long nói là nó là banana gì đó, thấy cũng không có biết nữa. Hồi xưa nghe cái chai kia nó lặn á. Dạ. Này mà nó bán mắc lắm. Hồi xưa anh nhớ anh mua hai mấy ngàn đô sinh. 20 mấy ngàn đô á anh, ngày xưa á ha. Dạ. Nhưng mà con này mà anh em nào mà thích mà đặt anh Long, anh Long lấy về cho họ và cho mọi người vẫn được mà, phải không anh Long? Ừ. Đây. Tuyệt vời. Anh em nào thích thì alo cho anh Long. Đấy. Bối albino ở đây quá trời luôn anh em. Ha. Đó, kiểu bối albino rất là nhiều nha. Ôi ôi, đây nè, đây có mấy con lớn nè. Body lớn, xây lớn hơn chút. Bói quá trời bói luôn, mà bói albino quá trời luôn. Những cái che bạc như thế này lại là bói albino không luôn á mọi người. Mình mong ha. Wow, một em huyết. Dạ. Yeah. Đây nè, đây hai dở ra cho mọi người xem nè. Càng nè anh em. Huyết nè. Mê chưa? Em bên này cũng có nè. Tuyệt vời mọi người á. Bối quá trời bối luôn này. Bối albino nữa này. Dở lên là anh em thấy này. Đây. Nhiều lắm anh em. Nhiều lắm. Nhiều bối lắm. Ồ đây có mấy con huyết đẹp nè anh Long. Đây anh em. Wow trời chưa. Sung chưa. Ồ
Đây nữa này. À, chỗ phơm cá rộng mênh mông luôn anh em nha. Đó anh em thấy không? Đó, những cái tan nhựa xanh, tan nhựa trắng ha, những cái hồ composite rất là nhiều, có là hệ thống thay nước rồi máy bơm được các kiểu luôn. Trong đây nó còn rộng qua tới bên kia nữa. Khu này là dưỡng cá ha, cá mình khai thác á. Thu hoạch cá rồng con á rồi bắt đầu mình dưỡng lên từ từ trong bên này. Đó. Phải nhiều như thế này mới có được ra được những bé cá rồng albino này, những cái bé rồng đột biến độc lạ để cho anh em chơi ha. Đây, trên này thì ta thấy là cũng là một cái nhà ton thôi ha. Đó. Rồi ở dưới đây thì là khu dưỡng cá này, khu chăm sóc cá bột, khu kỹ thuật. Rồi ngoài khu vực này thì là những cái ao ha, những cái ao rất là nhiều ao luôn. Anh Long chỉ còn cả qua cả khúc cái cửa bên kia nữa, cũng vài ngàn mét vuông nha anh em. Mà thấy nhìn từ đây, thấy nhìn xuống tới chút lút ở dưới cùng dưới kia thì thấy là rất là không thấy được cái phần dưới luôn mọi người. Rộng lắm nha, để chủ trại nha mọi người. Chủ trại đã về rồi. 2008 nha. Albino. Albino nha. Toàn là albino không là nhiều ấy. Amino xe nhỏ anh Long nhỉ? Dạ. Bầy ông mới bắt. Là lựa ra hao trong một lựa. Dạ. Nguyên bầy không biển cá đó. Là ra amino nhỉ? Rồi ha. Thái sẽ đi một vòng dạo quanh cái khu vực này cho anh em xem nha mọi người ha. Ok. Rồi, rất là nhiều bói albino nha mọi người. Anh che lại hết. Quá trời luôn nha. Dạ. Dạ, chưa gì nhiệt quá. Có cái gì đem được show ra hết. Dạ. Phải biết người ta, là lạ, còn người ta đặt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thái sẽ đi một mình, Thái sẽ quay ha. Bói này anh em. Dạ. Đây là bối ha. Trong mấy cái thùng này không biết là có cá không, để thấy dở lên cho mọi người xem. Wow. Vậy là trong những tất cả những cái thùng ở đây đều là có cá hết nha mọi người. Đây, bối nữa này. Một cái thùng composite có lọc kế bên luôn anh em, hệ thống lọc này. Chỉ có một miếng còn thôi, còn lại không có gì hết trơn á. Cái một cái võng, cái lưới này nữa hay là cái gì đó. Rồi cái này thì khoảng rộng khoảng chừng 50 thôi ha. Dài thì thấy khoảng 1.2 anh em. Là chứa mỗi cái như này là chứa một bầy ha, một bầy albino, một bầy bối nha anh em. Đây. Đây có một con cá to, to chà bá luôn nè. Này như huyết bạch ngọc hay sao á. Nhìn trên xuống mình cũng không có thấy rõ được nữa. Đây là có những bé bối ha, bé bối lớn hơn nè. Đó. Đây nữa nè anh em nha. Quá trời cá luôn anh em ơi, vô đúng chỗ quay cho anh em xem đã rồi. Dưới mấy cái này không biết mình dở lén lên mình coi gì dưới này. Quá trời cá rồng luôn anh em. Trời ơi, mê chưa? Có dằn mấy cái tấm lên này. Mình mạn phép mình dở lên thôi. Kìa nó dưới kia kìa anh em. Đó. Rất là nhiều. Cái này nó hơi nhát mọi người ha. Qua tới khu vực trong đây thấy đấy, có một cái hồ này. Có thấy cá con quá trời luôn mà không biết là cá gì ở dưới đó nha. Để xíu hồi thấy có đi vô thấy quay kỹ hơn. Ú dạ, nó nhảy anh em à. Phá người ta quá. Nó nhát á. Đây nè.
Đấy, nên người ta mới đậy lại này, nhảy nè. Quá trời luôn nhá. Để trong cái hồ này thấy quay cho mọi người xem coi trong đây là cái gì. À, trong đây là ta thấy là có mấy con cá sam bự lắm. Nuôi đẻ sam nha, mấy cái lồng này là nuôi đẻ sam nha mọi người ha. Sam rất là nhiều trong này. Bên đây thì có cá rồng luôn. Cá rồng với sam kìa, ta thấy albino kìa, sam albino kìa. Đây nè, anh em thấy không? Tại vì khó quay lắm anh em, nó đóng bù hống tùm lum hết trơn này. Cái lồng như thế này mình chọt máy vô không có được, chọt camera vô quay không có được. Dạ. Một mình Thái đi tự xử luôn anh em. Đây. Đây có cá rồng ha. Nè, qua đây coi anh em thấy không? Anh em nhìn vô anh em thấy cá sam rất là nhiều ở trong đó đúng không mọi người? Đó, những cái dĩa bay đen đen nằm ở phía dưới á anh em. Đó. Đây nè, để thấy quay chỉ chừa một cái lỗ để cho ăn thôi. Đó, đây là một cái hồ cá này, một cái hồ xi măng. Trong đây thì cái đó là nhiều cá dưới này luôn, có nhiều cá rồng, nhiều huyết hay sao anh em. Dạ. Tùm lum hết. Mình không nhìn rõ được, nước nó hơi đục quá mọi người. À. Bên đây cũng có cá rồng, rồi có này là có bối nè, bối, có mấy con đèn thui, bối đèn thui, nhiều lắm, quá trời cá luôn, mê luôn, một cái chài cá rồng khủng hoảng luôn, ha, đi mà nãy giờ thấy đi là chưa được 1/2 nữa anh em. Ôi ôi, hai con sam amino chà bá bên kia kìa anh em. Ở đây là chắc là nuôi sam amino sinh sản luôn á mọi người nha. Bên đây nữa, bên đây là những cái rồi vậy là bên đây là những cái khu vực là chứa cá rồng bầy với lại nuôi thêm sam amino sinh sản á mọi người ha. Đấy này, rất là nhiều, có ngân lông amino nữa anh em nha. Để Thái quay sơ cho anh em xem này. Em mở cửa ra nha. Quá trời luôn anh em thấy chưa? Ở một cái hồ như vậy nhưng mà là nghẹt cá rồng luôn nha mọi người. Đấy, ngân albino rồi bối rồi tè le đất kiểu trong này luôn, nhiều lắm. Đó. Bên này nữa. Bên này nè. Đó anh em nhìn nè ha. Nước hơi đục nha mọi người. Nào cá nó bơi ở trên á, mình dễ thấy thì Thái quay cho mọi người xem. Bên đây nữa nè, bên đây còn một lồng nữa nè. Để Thái xem coi một cái lồng hồ này nuôi cái gì ha. À, cá rồng luôn anh em. Quay xuyên xuyên qua cái lỗ để dẹp bồ hống một cái lỗ này để Thái sẽ quay cho mọi người xem. Đấy. À đây nè, dở ra nè. Ồ quá trời. Rồi bên này, hãy dở lên xem. Ồ quá. Đấy, nhiều lắm anh em, tại do nước đục quá. Còn bên đây là hình như là cái tan, những cái tan chứa cá mồi cho sam ăn hay là cho rồng Barbie ăn hay sao ấy. Đúng rồi mọi người ha. Quá trời luôn, chứa cá mồi nhiều lắm á nè ha. Hình như là để Thái bắt lên thử con cá này là con cá gì. À, giống con cá bảy màu Việt Nam mình á anh em nhớ. À, mấy giống như cá bảy màu Việt Nam mình này, đúng rồi đấy, cá bảy màu hay là cá bạc đầu của Việt Nam mình á. Rồi kiểu vớt lên đây gọng lại cho nó ăn nè, cá mồi ấy. Thấy dở lên thử một tan cho anh em ngắm nha. Cái tan xanh này thì mình khó thấy cá lắm anh em nha. Ừ dạ. Bên đây vẫn còn nha. Quá trời đồng đen luôn anh em ơi. Để thấy mở cái cửa ra được thì Thái quay cho anh em xem. Không có mở cửa ra được. Để Thái đút vô cái lỗ này Thái quay cho anh em xem nha. Đó anh em thấy cá rồng nó bơi đồng đen chưa? Rất là nhiều luôn anh em. Ôi ôi mê lắm mọi người nha.
tuyệt vời. Trong đây thì nó hơi tối. Ồ, đây thì ngân Albino anh em. Dạ. Ngân Albino thì nó nổi bật, mình quay sơ ra cái là mình thấy nó nổi lưng lên là mình biết rồi. Nè, nó đưa cái lưng vàng ốm lên nè, là mình dễ nhận biết ha. Để thấy kiểm tra thử trong một cái này coi có cá không. Trời ơi. Cá quá trời cá luôn anh em. Trời ơi. À, đi đâu cũng thấy cá rồng hết. Mê lắm mọi người, chủ yếu là Thái quay để Thái chia sẻ cho mọi người ha. Trang trại của những anh em nuôi cá rồng, rồi sinh sản cá rồng, rồi bảo dưỡng cá rồng ra như thế nào, rồi chăm sóc như thế nào, mô hình những cái trại đơn giản như thế nào ha. Đấy. Đây, cái này có đèn nè, hãy dở lên cho mọi người xem nè. Đấy. Nhiều lắm anh em, mỗi cái hồ composite nhỏ như thế này là dở lên cả vài chục con luôn anh em. Đây. Trang trại này đúng là lớn nha mọi người ha. Đây. Ua. Đây ha. Đây, bên đây Thái quay cho mọi người thấy nè ha. Nuôi giống như là nuôi gọng là chứa cá thịt bên Việt Nam mình mọi người thấy không? Nhưng mà thật sự ra là toàn là cá rồng thôi nha mọi người ha. Đây. Ngân lông Albino khó quay lắm anh em. Không có cái lỗ nào để mình chọt cái camera, Thái phải quét nhìn nhện để Thái đưa cái camera thấy vô nè. Để anh em thấy không? À, tuyệt vời chưa mọi người. Trời ơi, Thái đi có chút xíu à. Từ đó vòng qua gần một nửa rồi, gần 1/2 cái khu vực trại khu kỹ thuật bảo dưỡng rồi. Đó. Hà đã đuối luôn anh em. Chỉ cần là Thái dở lên một cái stand nào đó thôi là mình thấy cá lồng liền. Để Thái thử nghiệm cho anh em xem nha. À, đây đi. Nè anh em xem này. Đấy. Hí hí ra là anh em thấy quá trời luôn anh em. Đây. Quá trời quá đất. Quay những con bói Albino cho mọi người ha. Đây. Nãy anh Mít Tông anh dỡ những cái tấm che ra rồi ha. Để quay cho mọi người dễ hơn. Nó hơi chói nha anh em. Có gì anh em xem thì anh em thông cảm cho Thái nha. Thái quay từ trên xuống nè. Đây là những con bói Albino nha mọi người ha. Đây. Thái dỡ bên này ra xem. Đây. Chói quá. Để tôi quay từ trên xuống cho mọi người ha. Đấy. Quá trời. Anh em mà đam mê cá rồng ở Việt Nam á, mà xem được cái video này á, chắc mê lắm luôn á. Thái thì Thái mê, quá mê rồi. Mà lần đầu tiên mà Thái nhìn bói Albino mà Thái nhìn số lượng khủng như thế này luôn á anh em. Nhiều lắm. Nè anh em thấy không? Đó. Dở lên là có, dở lên là có. Ở đây thôi. Vẫn là bói Albino luôn anh em. Dạ. Đây nữa nè. Để thấy xem ở dưới thấp này coi là gì. Bói Albino luôn anh em ơi. Oh,
Ôi ôi cá, quá là cá luôn, mình thấy đổ mồ hôi luôn á mọi người. Đây. Đã chưa anh em? Thái đi thử cái khu vực ở giữa này xem coi cá như thế nào ha. À, những cái bối xe nhỏ hơn nha mọi người ha. Những cái bối xe nhỏ hơn. Hợp lọc thì vẫn như vậy nha anh em. Chỉ có một cái tấm gòn với lại một cái giống như là một cái võng, mà võng lưới ở bên Việt Nam mình đó mọi người đó. Dạ. Đây. Mê lắm. Đây. Wow, wow, nó tông rồi, nó tông rồi, tông rồi, tông rồi. Nhát quá anh em ơi, nhát quá nhát. Ui da, hồi đậy lại anh em. Nhát lắm mọi người. Ở đây thì hình như là ở đây là những con cá mà giống như là nó bị bệnh hay sao đó, là mình bỏ vào đây ha, mình đánh thuốc nè anh em ha, để mình trị bệnh cho những cái cá này. Cái hồ nước xanh lá như thế này nhé. Yeah. Một dãy hai, một dãy cha, một dãy hai ba năm sáu, sáu này mà mỗi bên là đi hai hai sáu dãy, một hai ba bốn năm sáu bảy, chỗ rất 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 là nhiều luôn. Giờ đây thêm nữa nha. Abino anh em. Dạ. Ủa Abino Babi hay sao ấy, quá tròn luôn. Úi là trời. Đó nó dồn cục ngay đây nè anh em. Để thấy đụng nhẹ nhẹ cho nó chạy ra cho anh em xem nha. Ôi ôi ôi, thừ cá người ta chết luôn nè. Quá. Abino anh em. Dạ. Tê thiệt luôn á mọi người. Đói nè. Vợ chúng mà may mắn vợ chúng được mấy cái tan có bối Abino nhìn khiếp anh em nha. Dở lại dở lại. Anh em nhìn khiếp luôn nè. Đây nè. Ủa. Kiếp đây. Kiếp chưa? Nó, nhìn nó hoài hồi nó tông cái hư hết luôn rồi nè. Đây đó, bói Amino trong hồ kiến này rất là nhiều nhá. Hãy qua thử một cái tanh xanh ở bên này coi nó là cái gì nha. Nãy giờ mình đi tanh trắng không à mọi người. À vẫn là bối ha. Bối Babi. Dạ. Yeah. Bối luôn. Tanh ở ngoài xanh thôi chứ ở trong bên trong vẫn trắng nha anh em. Ngoài đây sơn xanh thôi nhá. Yeah. Bên này thì hợp lọc vẫn vậy ha. Vẫn một miếng gòn với lại một cái lưới bùi nhùi nha, để ở phía dưới đơn giản thế. Ua tiễn về Việt Nam cho anh em chơi nha. Cái trắng này sẽ về. Nó đây một vé này, quê to
Wow. Body đi ngắn, đầu muỗng, yeah. Đó, mắt đỏ hết. Thì có bên này đúng không anh? Đầu muỗng này thấy không? Người to. À, cái con cái luôn. Con mà mình nãy mình xem mặt như mặt huyết nha anh nhỉ? Đầu muỗng nó to. Đầu muỗng nè. Anh em xem mặt nó xíu này. Mặt nhìn ác không anh em? Bối mà kiếm mấy con mặt ác nó đã khó mà đã gặp con Avino nữa anh nhỉ? À. Đây. Đây nha anh em, thêm con thứ ba này. Đây con này, body huyết không, đao dài thế kia. Wow. Đao dài, đầu muỗng, đuôi to. Con này giống như kiểu mà sơ mi sọt không, ngắn. Dạ, con này mà cho ăn nhiều chắc lên sơ mi sọt nha. Đây ha, chị Phương với anh Long chọn thêm bé thứ năm nè mọi người. Đó. Em này size khoảng chừng 25 phân. Dạ. Rồi bên này nữa. Con này con cũng à, con này không có ha. 5 con thôi ha. Tuyệt vời nha mọi người. À, quay nhá hàng cho anh em coi sơ sơ trước anh Long nhỉ. Lâu lâu đi vòng, đáng lẽ là mình không có mua ở đây tới thăm ông thôi. Dạ. Ngày không gặp đấy, nhưng mà tới đây thấy trong cái video ok. Dạ, khá đẹp. Dạ. Cho anh em chơi. Ok, tuyệt vời nha mọi người ha. Nãy thấy vô thấy nhìn thấy cũng mê mê rồi. Vậy thôi mình sẽ chia tay trang trại của anh ha. Mình sẽ đi tiếp một trang trại. Chuyên về đầu vàng. Mình đầu vàng. Chuyên về đầu vàng thì to nhé. Rồi, ok nhá, theo dõi anh Long cùng với mọi người, anh Linh nè, cùng với chị Phương sẽ tham quan một cái trang trại nuôi cá rồng nữa. À, anh nghe nói là đầu vàng hơn anh, đầu lớn hơn anh. Dạ, ok nhá, theo dõi mấy anh em mình nha mọi người.